chào tất cả mọi người, em là Phương đây. Chào mừng mọi người đến với kênh của Phương Cầu Đỏ. Hôm nay em xin giới thiệu đến anh chị và các bạn cái mẫu xe em cần bán ha. Thì cái mẫu xe hôm nay em cần bán nó khá là đặc biệt nha. Xe này nó có rất là nhiều cái điều đặc biệt. Để em sẽ cho anh chị và các bạn biết cái điều đặc biệt của chiếc xe này nó như thế nào, nó ra làm sao ha. Thì cái xe hôm nay em bán đó là Chrysler 300C. Thì xe này nó nhập Mỹ nha anh chị và các bạn. Thì đăng ký về đến Việt Nam là 2010, sản xuất là 2008 ha. Cái mẫu này là mẫu mới nha, nó đổi mẫu rồi. So với 2007 là nó đã đổi mẫu. Thì nó đổi mẫu như thế nào, em sẽ cho anh chị xem từng chi tiết nha. Rồi, thì cái mẫu đầu tiên, cái phần đầu tiên này em muốn cho anh chị và các bạn xem là cái phần này. Phần gửa đèn nha. Cái nẹp xi nóc này là nẹp xi zin của hãng luôn. Thì 2008, bắt đầu 2008 mới có. Và đèn bên trong là đèn gương cầu nè. Đó, nó không có xài cái đèn thường nữa mà xài cái đèn gương cầu nè anh chị và các bạn thấy không. Thì nó có thêm một cái phần gửa đèn nha, nẹp xi nóc. Rồi, cái mặt ga lăng nó cũng đổi nha anh chị và các bạn. Mặt ga lăng cũng đổi luôn, nếu mà 2007 nó là mặt tổ ong, mạ gơm ha, thì cái phần 2008 nó thiết kế bự hơn chút xíu. Đó, Chrysler nè. Biển số Sài Gòn chính chủ luôn nha. Cái biển số này khá là đẹp nha anh chị và các bạn. Biển số năm sinh luôn, 1968 luôn. Thì cô chú nào mà sinh năm 1968 thì đi rất là phù hợp ha. Rồi, cái đèn của xe nó cũng còn khá là mới, còn cực kỳ mới luôn. Xe này nó rất là đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nào là xe rất ít đi. Nó mới chỉ đi 77.000 mai thôi. Nước sơn zin là còn tới 80%. Đó. Đây anh chị và các bạn xem nè. Đăng kiểm nó còn thấy tháng 7 năm 2021 nha. Đăng kiểm còn khá là dài. Rồi, phần kiến này nó cũng được ốp xi inox nha. Cái này là ốp xi inox zin từ hãng luôn nha anh chị và các bạn. Không phải là đồ ốp vô nha. Đó. Thì Chrysler thì nó dài, mẫu nào cũng như mẫu đó thôi, 5m. Đó. Cái xác xe nó khá là nặng nha. Đó, bánh mâm đúc nha anh chị và các bạn. Đây, mâm đúc nha, mâm đúc. Đó, nằm cánh Chrysler ha. 4 nắng đĩa luôn, hệ thống nâng hạ gầm của cái xe này là... À, nó sẽ cái xe này xài phục lò xo nha anh chị và các bạn. Kết hợp với lại hệ thống cân bằng điện tử luôn. Đây. Chrysler 300C nha anh chị và các bạn. Chrysler 300C. Thì cái xe còn khá là đẹp. Đèn đuốc đồ còn mới dữ lắm luôn. Cái xe này ít đi mà mới đi 77.000 mai thôi. Đó, em cho anh chị và các bạn xem tổng thể chiếc xe nha. Chị và các bạn muốn biết một chiếc xe nó mới như thế nào và nó ra làm sao thì cũng khá đơn giản ha. Thì anh chị và các bạn chỉ cần xem cái phần nội thất bên trong. Thì cái phần nội thất bên trong nó sẽ nói lên tất cả nha anh chị và các bạn. Rồi, bây giờ em sẽ cho anh chị và các bạn xem cái phần nội thất bên trong nó mới như thế nào nha. Đó. Đây, em cho anh chị và các bạn xem cái phần tuppy cửa nè. Khá là sang trọng luôn nha. Cái phần này là phần nẹp xi nóc này là zin từ hãng luôn. Đó. Thì cái tay nắm cửa này nó được ốp gỗ nha, ốp gỗ zin từ hãng luôn. Rất là sang trọng nha. Bốn kính của xe này là chỉnh điện hết ha. Hai kính trước là chế độ auto, là chế độ tự động nè. Đó, lóc cửa tự động luôn nha. Thì cái núm nhỏ này nó là để điều chỉnh tay kiến ha. Đó, điều chỉnh tay kiến hậu đó, điều chỉnh luôn các hướng. Cái phần kiến này thì nó được ốp, được dán lớp chống nhiệt ha, 3D nè, 3M nè. Đó, không biết anh chị và các bạn thấy không, nó hơi mờ ha. Rồi, thì cái phần nội thất bên trong nè. Đó, em cho anh chị và các bạn xem cái phần nội thất bên trong nè. Ghế trước là chỉnh điện nha. Ghế trước là chỉnh điện ha. Đó, xe số tự động nha anh chị và các bạn. Rồi, để em vô bên trong em cho anh chị và các bạn xem nó rõ hơn ha. Cái xe này em đang nổ máy nha anh chị và các bạn. Đó,
Cái đồng hồ nhìn khá là sang trọng nha. Nè, đang nổ máy nè. Đồng hồ tua máy đang nằm ở vị trí là 0.7 ha. Đó, 700 á, 700 vòng đó. Đó, xăng thì cũng còn được gần nửa bình ha. Rồi, cái xe này khá là ít đi nha anh chị và các bạn. Nè, 77.462 mai ha. Là nó tương đương tầm khoảng 120.000 cây số đó. Đó, thì xe này xe nhập nha, nó tính đồng hồ mai nha anh chị và các bạn. Rồi, cái xe này của em nó là phơm mới nha. Phơm mới thì nó khác phơm cũ 2007 như thế nào nha. Xe này của em sản xuất 2008. Đó, nó khác như thế nào? Nó khác ngay cái vô lăng này luôn là đã với lại phơm cũ rồi. Phơm xe này của em là phơm mới nha anh chị và các bạn. Thích hợp vô lăng hai bên luôn nè. Đó, phơm mới thì nó chỉ có một bên thôi nha. Nhưng mà hàng này của em là hàng nhập Mỹ, là hàng cao cấp. Thì nó có một cái anh em giống như vậy luôn, nhưng mà nó sản xuất cho là hàng Canada. Thì hàng Canada nó là bản thiếu nha. Phân khúc nằm trong những cái phân khúc mà ít tiền đó, nhưng mà vẫn là phơm xe này luôn. Thì anh chị và các bạn nha, để ý là lưu ý cái xe này là xe của nhập Mỹ, bản đủ đồ, bản cao cấp nha. Nhưng mà 2007 thì nó chỉ thích hợp một bên thôi, còn 2008 xe của em là thích hợp hai bên. Thì cái vô lăng nó khá là sang trọng nha anh chị và các bạn, được ốp gỗ luôn nè. Đó, ốp gỗ nha, gỗ xịn nha. Vô lăng chưa hề được bọc lại nha anh chị và các bạn, còn khá là mới vì xe rất là ít đi. Mới đi 77.000 mai thôi. Đó. Cái vô lăng này là túi khí luôn nha anh chị và các bạn. Đó. Nè, logo Chrysler nè, còn khá là đẹp nha. Rồi, để em lia qua bên cái phần bên phụ cho anh chị và các bạn xem nha. Trời nó hơi chói nắng chút xíu. Thì đây là cái phần túp lô, có túi khí luôn nha anh chị và các bạn. Đó, cũng khá là sang trọng nha. Đây là ốp gỗ luôn nha, ốp gỗ xịn nha. Đó, túp bi cửa bên phụ nè, cũng là CE inox và tay nắm cửa là ốp gỗ luôn. Chế độ cửa là chế độ auto ha, chế độ tự động đó. Thì cái ghế bên phụ nè, nè, bọc da nè, da xịn của Chrysler nha anh chị và các bạn. Từ đó giờ chưa hề được bọc lại nha. Còn rất là mới luôn. Rồi, thì cái xe này đăng kiểm còn tới 2021 nè, tháng 7 2021 nè. Đó, hệ thống loa của nó là loa Boston ha. Đó, Boston nha. Âm thanh dập nghe rất là hay. Trời ơi, nghe như vũ trường trong xe luôn. Cực kỳ hay. Rồi, thì cái dòng Chrysler thì cái mà em thích nhất trên xe là cái đồng hồ này ha. Khá là nhìn là khá là sang trọng luôn nha anh chị và các bạn. Rất là đẹp. Đó, đây là cảm biến quanh xe nè. Đó, có những cái xe nào chuẩn bị va chạm với mình thì nó sẽ kêu tít 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 ha. Đó. Rồi, cái màn hình LCD này là màn hình zin của xe luôn nha. Âm thanh nghe rất là hay. Thì cũng nhờ phụ thuộc vào cái đầu này. Thì cái đầu này là đầu nuốt ha, nuốt đĩa nè, những chữ up bên nè, đó. Cái màn hình chạy ra và nó sẽ mình bỏ cái đĩa DVD nè vào đây ha. Rồi, nhấn vào xem phim đồ các cái ha anh chị và các bạn. Đó, dàn lạnh thì xe này được hai dàn lạnh nha anh chị và các bạn. Hai dàn lạnh nè, đây một dàn, đang dàn nè nha. Rồi, nó có sự khác biệt gì nữa đây? Xe này còn khá là mới luôn nha anh chị và các bạn. Đây nè, có chế độ nè, sưởi ghế nè. Cái đây là sưởi ghế bên tài ha. Cái đây sưởi ghế bên phụ nha anh chị và các bạn. Đó. Rồi, cái phần hộp nhỏ này là cái gì đây? Để em cho anh chị và các bạn xem. À, nó là cái mồi thuốc nha. Và đây là cái đồ chỗ này để mình gạt tàn thuốc ha. Hút thuốc đó. Anh chị và các bạn nào hút thuốc thì gạt tàn ha. Em thì không có nhu cầu. Rồi, đây cần số nha. Đó, cần số cũng được bọc da nè. Rất là sang trọng. Đó. Nè, B nè, thấy không? E, G nè, D nè. Đó. Đây là chạy bán tự động nha anh chị và các bạn. Thì cái phần con ngựa này nó cũng được ốp gỗ luôn nè. Rất là sang trọng nha. Xe thì nó hơi bụi nè, hơi dơ nè. Chứ thực tế thì xe nó rất là mới. Rồi, ngay chỗ cái phần mà để nước nè, cũng rất là sang trọng luôn. Buổi tối nha, khi mà anh chị mở đèn lên đó, thì xung quanh cái viền ở ngay chỗ cái chỗ hộc để nước này nè, nó có một cái dàn đèn màu xanh rất là đẹp. Đèn định vị ha, để anh chị và các bạn để chai nước vào khi mà chạy ban đêm ha. Rồi, à, nó cũng không khá là nhiều tính năng đó. Đó, cái phần túp lô nè anh chị và các bạn xem nè, mới cực kỳ mới chưa. Đó nè, đó, túp bi cửa bên đây được xi nóc luôn nha anh chị và các bạn. Xe này thì được thiết kế là túi khí quanh xe rồi.
rất là an toàn luôn. Rồi bên đây, bên đây thì nó có chế độ đèn ưu tu nè, đèn tự động luôn nha. Đó, đèn tự động. Rồi trên cái phần vô lăng này thì nó có thêm tính năng nữa là tính năng ru nè. Ru nè ha. Chế độ chạy tự động nha anh chị và các bạn. Đó. Rồi. Em lia một vòng cho anh chị và các bạn xem cái phần nội thất phía trên. Và em sẽ xuống phía sau em quay cho anh chị và các bạn xem cái phần nội thất phía sau nha. Đó. Xe còn rất là đẹp nha anh chị và các bạn. Rồi em đi xuống phía sau cho anh chị và các bạn xem cái phần phía sau nha. Cái xe này nó khá là dài nha anh chị và các bạn, nên cái phần phía sau nè nó rộng lắm luôn á. Đó. Nè cái phần chốt cửa này nó còn 7 màu luôn nè anh chị. Anh chị và các bạn xem nè, thấy chưa? Còn rất là đẹp nha. Phần bên trong đây là nước sơn zin hoàn toàn nha, chưa hề được sơn lại nha. Nè tem của hãng dán nè. Đó. Thì phía sau này thì tay nắm cửa cũng được ốp gỗ nha, rất là sang trọng nha anh chị và các bạn. Đây nẹp xi inox ha, thì nó cũng như phía trên thôi, không khác gì. Thì toàn bộ kiến của xe này đều được dán 3M ha, loại xịn của USD nè. Cách nhiệt rất là tốt khi mà mình đi trời nóng ha. Nhưng mà xe này thì cái phần máy lạnh nó khá là mát mẻ nên không sợ bị nắng nóng anh chị và các bạn. Ôi, máy bay nó bay nè chị và các bạn. Máy bay ha. Giờ này máy bay là tại vì cái chỗ em quay là nó gần sân bay á, nên thành thử ra máy bay nó cứ bay đi bay lại hoài, nó hơi ồn một xíu nha. Đó. Thì cái phần phía sau nè, ghế được bọc da luôn nha anh chị và các bạn. Rất là mới nha, vì cái xe này á, theo được biết là chủ xe không có chở ai đâu nhiều lắm đâu. Vì ngồi chưa hai ghế trước thì nhiều, ghế sau không được ngồi nhiều nè. Nên anh chị và các bạn xem này, cái phần da còn khá là đẹp nha. Đó. Rất là rộng rãi nha, cái phần để chân của người ngồi phía sau. Rất là thoải mái ha. Xe này được thiết kế 3 màn hình luôn, ở phía trước một cái nè, phía sau hai gói đầu hai cái nữa ha. Thì phía sau cũng có một cái vùng lạnh nè. Đó. Rồi em vô phía trong cho anh chị xem nha. Anh chị và các bạn xem phần phía trong nè, rất là đẹp. Bộ ghế da còn khá là mới luôn, chưa hề được bọc lại nha. Đó. Phía sau này nó cũng có túi khí luôn nha anh chị và các bạn. Xe này là túi khí quanh xe, khá là an toàn. Đó. Thì đây là cái phần gió ha, cửa gió để thổi cho hai ba người ngồi phía sau cho nó mát ha. Đó. Nè, đó khá là rộng rãi nha anh chị và các bạn. Thì cái phần tay nắm cửa này nó có cái đèn định vị luôn nè. Nè, ở dưới cái tay nắm cửa nó có đèn luôn nè anh chị và các bạn, thấy không? Có cái đồ để móc đồ luôn nè. Đúng là những cái xe của anh Mỹ này nó thiết kế tiện dụng quá anh chị và các bạn. Đó, rất là rộng rãi nha. Rồi thì cái xe này phần phía sau nó chỉ có vậy thôi, ngồi rất là thoải mái. Đó, túp lô nè, túp bi cửa nè. Em xin lỗi anh chị và các bạn, đây là túp bi cửa nha, còn khá là đẹp nha. Đó, rất là đẹp nha. Đó. Đây, túi khí luôn nha anh chị và các bạn. Rồi, thì cái phần nội thất bên trong xe nó có như vậy thôi. Em sẽ ra phía đằng cốp sau, em cho anh chị và các bạn xem cái phần đặc biệt của chiếc xe này. Như lúc ban đầu em đã nói, cái xe này nó khá là đặc biệt. Thì nó đặc biệt như thế nào thì anh chị và các bạn xem cái phần phía sau nha. Rồi em sẽ cho anh chị và các bạn xem cái phần đặc biệt của chiếc xe này ha. Đặc biệt như thế nào nha anh chị và các bạn xem nè. Đó, cái phần phía sau khá là rộng rãi nha. Rất là rộng luôn, để được khá là nhiều cái vali ha. Thì cái xe Mỹ mà nó dài dữ lắm anh chị và các bạn ơi. Đây, cái xe này nó khá là đặc biệt ở chỗ nào? Đặc biệt ở chỗ này đây. Bánh xe cua nha. Bánh xe cua chưa hề chạm đất. Đó, xe sản xuất là năm 2008 nha anh chị và các bạn. Nè anh chị và các bạn xem cái đát vỏ nè. Đâu rồi? Đây, đát vỏ nè. Thấy chưa? 2008 luôn nha anh chị và các bạn. Bánh xe cua chưa hề chạm đất. Khá là đặc biệt nha. Điều đặc biệt của một chiếc xe cũ nha. 2008 tới giờ thì nó cũng đã là mười mấy năm rồi. Mà bánh xe cua chưa hề chạm đất thì chủ xe đi khá là kỹ, rất là kỹ luôn, cực kỳ kỹ. Thì một chiếc xe mà nó bánh xe cua chưa gớt bớt đi thì rất là hiếm nha anh chị và các bạn.
Đó, thì anh chị và các bạn thấy rồi đó, cái độ mới của xe nó như thế nào ha. Rồi em đã cho anh chị và các bạn xem cái phần xung quanh xe và nội thất bên trong của xe. Thì cái xe này là Chrysler 300C ha, sản xuất năm 2008, nhập về Việt Nam trái đất là năm 2010. Thì cái xe này em cần bán với cái giá là 620 triệu. Đó, xe chính chủ biển Sài Gòn nha anh chị và các bạn. Thì anh chị và các bạn nào muốn mua thì liên hệ cho em, số điện thoại của em là 0937 257 234 ha. Số đó là số Zalo luôn nha. Anh chị nào muốn cần xem những cái xe mà em cần bán thì cứ kết nối vào Zalo. Rồi, em chào tạm biệt anh chị và các bạn nha. Chào tạm biệt mọi người, mình là Phương. Nhớ nhấn đăng ký và nhấn cái chuông để được xem nhiều clip quảng cáo về xe ô tô của mình nha.